Xin chào tất cả các em sinh thân mến, cô là Thùy Dương, giáo viên 1247. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau giải các bài tập phần bài 8. Một số 3 giây quan trọng nhé. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau NaOH, BaOH 2 lần và NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học, viết các phương trình hóa học nếu như mà có. Đầu tiên mình sẽ phải chuyển từ trạng thái rắn qua trạng thái lỏng là dạng dung dịch á. Thì mình sẽ hòa tan các cái mẫu thử này vào trong nước và chúng ta sẽ có được các dung dịch tương ứng như là dung dịch NaOH, BaOH 2 lần và dung dịch muối natri clorua NaCl. Đầu tiên mình sẽ sử dụng quỳ tím bởi vì các em thấy nè, khi các em nhìn vào trong ba chất này các em thấy là gồm có hai loại, đó là ba dơ và muối. Ba dơ thì làm cho quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch muối thì không, như vậy ta sẽ nhận biết được NaCl. Bây giờ còn lại hai chất là NaOH và BaOH 2 lần. Với hai chất này thì các em thấy là nó giống nhau, là nó đều có chứa OH đúng không? Vậy bây giờ nó khác nhau ở điểm ở đây thì là natri của bên này bari thôi. Như vậy để nhận biết ra gốc bari thì các em nhớ liên tưởng tới chất gì? À, BaCl3 kết tổ. Đúng không? Như vậy để mà tạo được BaCl3 kết tổ trắng thì chúng ta sẽ đem cộng bazơ này với CO2. Như vậy bước thứ hai cô sẽ dẫn cái khí CO2 vào trong cái dung dịch bazơ còn lại. Nếu mà các em thấy có xuất hiện kết tổ màu trắng thì chúng ta kết luận được là cái dung dịch đó chính là dung dịch BaOH 2 lần. Còn cái dung dịch mà sau khi mình dẫn khí vào mà không có hiện tượng gì hết thì nó chính là dung dịch NaOH, và đây chính là hai phương trình của nó. Nó không có hiện tượng nha, nhưng mà nó vẫn có xảy ra phản ứng, chỉ là nó tạo thành cái muối tan, chúng ta không quan sát được bằng mắt thôi. Chứ không phải, nó khác hoàn toàn với cái việc mà không xảy ra phản ứng và không hiện tượng nha các em. Không hiện tượng là chúng ta không quan sát được hiện tượng như là sụp bọt khí, có kết tủa, dung dịch có đổi màu. Đúng chưa? Còn không phản ứng, tức là hai chất này không tác dụng được với nhau. Các em nhớ giúp cô ha. Rồi phương trình như sau. BaOH 2 lần cộng CO2 tạo được BaCl3 kết tủa trắng cộng với H2O. Còn NaOH cộng với CO2 tạo được Na2CO3 cộng với H2O. Cô thì hay sử dụng cái bảng hơn. Cô hay sử dụng cái bảng như thế này. Là khi mà làm cái bài tập trong bài kiểm tra hoặc là bài thi á, thì cô vẫn thích là vẽ cái bảng này, sau đó người ta ghi chú. Ghi gạch này là không hiện tượng, ghi chú như vậy là nêu chéo là xảy ra phản ứng. Sau đó là các em viết cho cô các cái phương trình minh họa như vậy. Cái ba rem chấm điểm bố cục của nó cũng khá là rõ ràng. Nhưng mà các em mới là học sinh lớp 9 thôi thì cô cũng muốn ghi ra như thế này cho các em dễ theo dõi hơn nhá. Rồi, ở đây thì cô chia làm 4 cột. Thì bên này chính là các cái chất cần nhận biết. Đây cô cho xuống là NaOH, BaOH 2 lần với NaCl. Bước 1 thì cô sử dụng quỳ tím nè. Như vậy khi mà cho quỳ tím vào thì môi trường bazơ sẽ có màu xanh, Ở đây là không thay đổi màu. Như vậy cô đã nhận biết được NaCl, đúng chưa? Rồi, bước thứ hai cô sẽ sụp khí CO2 vào trong hai cái dung dịch này. Cái này không xét tới nữa vì mình đã nhận biết được rồi. Thì thấy là trong cái dung dịch BaOH 2 lần nó sẽ tạo được cái tủa trắng. Cái tủa này chính là cái tủa BaCl3. Còn bên này thì không hiện tượng. Như vậy là kem sẽ chú thích cho cô cái ký hiệu này là không hiện tượng. Còn viết luôn hai cái phương trình này nữa là rồi hoàn thành. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Có những chất sau: ZN, ZNOH 2 lần, NaOH, FeOH 3 lần, COSO4, NaCl và HCl. Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình hóa học. Cô không đọc lại các cái phương trình này nữa mà cô viết luôn phương trình cho các em theo dõi trong sách giáo khoa nha. Vậy thì các cái phản ứng này sẽ viết như sau.
phương trình A. Các em thấy ở sản phẩm có thấy Fe2O3 và H2O. Như vậy sắp đây là có hóa trị 3. Như vậy cái chất mà đem nhiệt phân ở đằng trước chính là hydroxit của sắt 3. Vậy cô biết là FeOH 3 lần tạo thành Fe2O3 cộng với H2O. Ở bên này người ta cho mình là H2SO4 cộng chấm 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 tạo được Na2SO4 cộng H2O. Như vậy các em thấy ở đây xuất hiện gốc SO4 rồi. Như vậy cái chất còn thiếu nó phải có chứa gì? Có chứa Na, đúng chưa? Mà dễ nhất thì mình sẽ sử dụng cái phản ứng gì? Trung hòa axit bazơ, đúng không? Vậy thì cô cộng với NaOH tạo được Na2SO4 cộng H2O. Phương trình C, H2SO4 mà tạo được gì? Với NaSO4, và thì cô cũng tương tự, cô sẽ cộng với lại hydroxit của kẽm. Vậy là cô lấy ZnOH 2 lần. Đây, lấy được chất trên này xuống, tạo thành ZnSO4 cộng H2O. Rồi tiếp đến câu D. Câu D cũng là một câu trung hòa axit bazơ thôi. Các em nhìn thấy ở đây NaOH này tạo NaCl. Như vậy cái gốc Cl này ở trước phản ứng chưa có. Vậy ta nhìn trên cái dãy này chỉ có duy nhất gì? HCl thỏa mãn. Vì NaOH không có phản ứng với NaCl, nó chung gốc NaNa thì không phản ứng được, đúng không? Vậy thì mình chọn được là HCl. Cô viết được phương trình NaOH cộng HCl tạo được NaCl cộng H2O. Câu E, chấm 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 cộng CO2 tạo ra được Na2CO3 cộng nước. Vậy thì chỗ này mình sẽ chọn có natri, đúng không? Mà bên này thì lại không có thấy clo này, đúng không? Sau phản ứng không thấy clo nên ở đây có natri nhưng mà lại có thêm clo là không đúng. Vậy ta có thể chọn là NaOH. NaOH cộng CO2 tạo được Na2CO3 cộng H2O. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 3. Dẫn từ 1,568 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3. Ở trong chương trình hóa chính của chúng ta rất là đơn giản thôi. Cái phản ứng giữa CO2 hoặc là SO2 với lại NaOH hoặc là BaOH 2 lần thì nó có khả năng sinh ra được hai kiểu. Một kiểu là muối axit, một kiểu là muối trung hòa, và phải tùy theo cái tỷ lệ số mol thì chúng ta mới kết luận được sản phẩm sau cùng sinh ra là cái gì, là muối trung hòa, là muối axit, hoặc là có thể là sinh ra được cả hai. Nhưng mà trong chương trình lớp 9 của mình thì nó đơn giản đi là bởi vì nó đã cho mình cái sản phẩm nó cho mình luôn ở trên đề bài, đó là sản phẩm sinh ra là muối Na2CO3, nên các em cứ tự tin viết cho cô các phương trình CO2 cộng NaOH tạo được Na2CO3 cộng H2O nhé. Rồi cô đọc đề các cái câu hỏi. A nhỏ, chất nào đã lấy dư và lấy dư bao nhiêu lít hoặc là gam? B nhỏ, xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. Vậy thì đầu tiên mình cứ hãy quy hết về số mol cho cô nhé. Số mol của CO2 sẽ là bằng công thức V chia 22,4. V ở đây đề bài cho mình là 1,568 và chia 22,4 bằng 0,07 mol. Còn số mol của NaOH ở đây người ta nói là 6,4 gam. Vậy thì gam mà đổi về số mol sẽ là m nhỏ chia cho m lớn bằng 6,4 này chia cho m lớn của NaOH là 40. Natri 23, oxy 16 và hydro 1, vậy tổng của nó là 40 và chia ra bằng 0,16 mol. Lúc này cô viết phương trình hóa học, đây tự tin viết nhé các em. CO2 cộng với NaOH tạo được Na2CO3 cộng H2O. Bây giờ cô sẽ lấy các cái số mol mình đã tính trên này mình thay vào. Lúc ban đầu thì mình có được là 0,07 mol CO2, 0,07 mol và 0,16 mol NaOH, bỏ lên đây, đúng chưa? Và các em để biết được chất nào dư, chất nào thiếu á, thì các em sẽ lấy 0,07 này chia cho cái hệ số của phản ứng. Ví dụ đây 0,07 là chia cho hệ số 1, cái số đứng trước CO2 á. Còn ở đây là 0,16 chia cho 2, thì các em thấy là 0,16 mà chia cho 2 bằng 0,08, 0,07 chia 1 bằng 0,07. Vậy thì cái số mà lớn hơn số đó sẽ dư. Số nào lớn hơn số đó sẽ dư. Vậy thì kết luận được là NaOH dư
đúng chưa? Vậy thì cái chỗ dòng phản ứng này mình sẽ điền cái số mol của cái chất phản ứng hết. Vậy cô sẽ lấy 0,07 mol của CO2 của xuống đây. 0,07 nhân 2 chia cho 1, như vậy sẽ được 0,14 nha. Và con số 0,14 này nhỏ hơn 0,16 trên này, vậy ta tính được cái lượng sau phản ứng NaOH dư một lượng là 0,16 trừ 0,14 bằng 0,02. Đúng không? Và sau phản ứng còn tạo thêm được 0,07 mol Na2CO3 thì dưới này mình giữ nguyên. Sau phản ứng thu được 0,07 mol Na2CO3. A nhỏ chất còn dư là NaOH, và cái khối lượng dư này nó tính bằng công thức M bằng N nhân M lớn. Và mol dư cô tính ở đây rồi là 0,16 á, là lượng ban đầu trừ đi lượng phản ứng ra lượng dư. Là 0,16 trừ 0,14 bằng 0,02, cô nhân với M lớn của NaOH, natri 23 oxy 16 hydro 1, như vậy chỗ này là 0,02 nhân 40 bằng 0,18 gram. Bây giờ mình tính khối lượng muối Na2CO3 tạo thành thì ở đây mình đã có số mol rồi là 0,07. Vậy mình lấy số mol nhân với M lớn. M lớn của Na2CO3 là natri 23 nhân với 2 vì có 2 natri. Carbon 12, oxy 16 có 3 oxy là 3 nhân 16, ta được con số là 106. 0,07 nhân với 106 bằng 7,42 gam. Như vậy đáp số của câu B là khối lượng muối thu được sau phản ứng là 7,42 gam. Chúng ta chuyển sang bài tập số 1 sách giáo khoa trang 27 nhé. Viết các cái phương trình hóa học thực hiện theo chuyển đổi hóa học sau. Đây, cô có cái sơ đồ chuyển đổi hóa học như thế này. Các em có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa ha. Cô lần lượt viết các cái phương trình hóa học như sau. Ở đây có 5 phương trình. Mình xét từng phương trình một nhé các em. Phương trình đầu tiên từ CaCO3 mà tạo lại CaO. Vậy thì CaCO3 là đá vôi, còn CaO là vôi sống và mình chỉ cần nhiệt phân lên. Vậy thì cô có phương trình đầu tiên. CaCO3 nhiệt độ tạo được CaO cộng CO2. Phản ứng số 2. CaO tạo thành CaOH 2 lần. Oxit bazơ mà tạo thành bazơ và ta sẽ cộng thêm với nước. CaO cộng nước tạo thành CaOH 2 lần. Từ CaOH 2 lần mà lại tạo CaCO3, như vậy chúng ta cần phải có cái gốc CO3 này. Vậy thì mình sẽ liên tưởng tới CO2. CO2 mà tác dụng với CaOH 2 lần sẽ tạo được CaCO3 cộng H2O. Từ CaO mà tạo thành CaCl2, như vậy mình cần có một cái chất gì đó nó phải có chứa Cl trong đúng không nào? Vậy thì oxit bazơ cộng với gì? Với axit tạo muối và nước. Vậy cô sẽ chọn CO cộng HCl có chứa Cl đúng không? Tạo thành CaCl2 cộng H2O. Từ CaOH 2 lần mà lại tạo được CaNO3 tất cả 2 lần, như vậy mình phải chọn cái chất gì đó nó có chứa NO3. Vậy thôi cô chọn luôn axit nitric đi, là HNO3. CaOH 2 lần cộng với HNO3 tạo được CaNO3 2 lần cộng H2O. Rồi mình làm bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 2. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 chất rắn màu trắng sau đây: CaCO3, CaO và CaOH 2 lần. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các cái viết các cái phương trình hóa học nhé các em. Sửa cái này cho cô, viết các phương trình hóa học. Thank you. Bước 1. Bây giờ các em nhìn vào trong nhãn chất này thì các em thấy là có hai chất nó tan ở trong nước và có một chất thì không, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ hòa tan hết vào trong nước. Chất nào mà không tan á thì chúng ta kết luận đó là CaCO3. CaCO3 là đá vôi mà, đúng không? Còn lại CaO nó sẽ tan trong nước, là nó có phản ứng với nước luôn á. CaO cộng H2O tạo thành CaOH 2 lần. Còn với CaOH 2 lần thì nó hòa tan trong nước, nó vẫn tạo thành dung dịch CaOH 2 lần thôi. Bây giờ mình đã nhận biết được CaCO3, bây giờ còn hai chất còn lại là CaO và CaOH 2 lần. Chúng ta sẽ cho nó vào trong dung dịch HCl.
ở lọ nào mà kem thấy xuất hiện cái hiện tượng tỏa nhiệt, tức là kem thấy cái ống nghiệm mà mình đựng cái đó nó nóng lên, cái này nó tỏa nhiệt không nhiều lắm đâu, nó chỉ hơi ấm ấm thôi nên kem chạm vào được nhá. CO cộng HCl tạo được CaCl2 cộng H2O, đây là một phản ứng tỏa nhiệt, do đó kem sẽ quan sát được, cảm nhận được cái hiện tượng là tỏa nhiệt vì thấy cái ống nghiệm nó nóng lên. Còn lại cái chất mà không có xảy ra hiện tượng gì, không có hiện tượng gì hết thì đó chính là CaOH 2 lần. Bài tập số 3, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra muối natri hydrosulfat B muối natri sulfat. Kem đọc này, muối natri hydro sulfat, như vậy ở đây có natri, có hydro, có sulfat, tức là gốc SO4. Vậy mình sẽ viết được công thức là NaHSO4. Đề bài cho là NaOH tác dụng với lại H2SO4, vậy thì mình viết được phương trình là H2SO4 cộng NaOH tạo được H2O cộng NaHSO4. Còn đối với câu B, người ta nói là tạo được muối natri sulfat. Ở đây kem thấy nó không còn hydro nữa, chỉ có natri và sulfat. Natri hóa trị 1, gốc sulfat lại hóa trị 2, do đó công thức nó phải là NH2SO4. Sao hóa trị qua, cô viết phương trình H2SO4 cộng với NaOH tạo được H2O cộng NH2SO4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH bằng 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước. Kem biết là một cái dung dịch mà có giá trị pH nhỏ hơn 7, nghĩa là đó chính là dung dịch axit. Và cái pH này nó càng nhỏ, tức là cỡ số 1 á, số 2 gì đó, thì nó là dung dịch axit mạnh. Còn ở đây kem thấy là pH của nó có giá trị bằng 4, có nghĩa đây chính là dung dịch có tính axit yếu. Và cái phương trình hóa học của CO2 với nước thì chính là vì cái khí CO2 này nó tác dụng với nước tạo thành axit carbonic, và đây là một axit rất là yếu nên nó mới tạo được cái độ pH như này. Phương trình là CO2 cộng H2O tạo được H2CO3. Đây là axit carbonic. Như vậy bài giảng của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mong gặp lại kem ở các cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh học 247 nhé.